tìm x. X bằng một con sâu, một con ốc sên cộng một con cua cộng một con heo. Ba hàng đẳng thức trên mà cộng lại với nhau thì sẽ bằng 4 cộng 5 cộng 7. Thì sẽ bằng hai con tôm hùm cộng với hai con ốc sên cộng hai con heo. Chúng ta sẽ cộng hết ba cái đáp án đó và chia đôi ra. Sẽ là 16 chia 2 và đáp án sẽ là 8. Tìm x. Câu này khó quá. Câu đầu tiên là 5 trừ 3 sẽ bằng 2. 2 nhân cho 2 sẽ bằng 4. Cái thứ hai là 6 trừ 2 bằng 4. 4 nhân 2 sẽ bằng 8. Vậy suy ra x là 8 trừ 6 sẽ bằng 2. 2 nhân 3 sẽ là 6. Đáp án sẽ là 6. Củ cà rốt, quả bả táo có giá 1,1 đô la. Củ cà rốt thì rẻ hơn quả táo 1 đô. Hỏi củ cà rốt có giá bao nhiêu? Bỏ 1 đô đi thì củ cà rốt và quả táo sẽ có giá là 0,05 đô la. Thì thì quả táo sẽ có giá là 1,05 đô la. Vậy cà rốt sẽ có giá là 0,05. Đáp án thứ hai. Tìm giá trái cây bên dưới. Trái xoài được bằng 6. Trái xoài cộng với lại 2 quả cherry bằng 14. Vậy suy ra 2 quả cherry sẽ bằng 8. Trái xoài cộng với lại 1 chùm nho bằng 16. Nhưng mà chùm nho này có 10 trái sẽ bằng 16. Có nghĩa là chùm nho này 10 trái sẽ là 10. Bên dưới chùm nho là 9 trái thì sẽ là 9. 9 cộng với cherry là 8. Chín trái cộng với cherry là 8 thì sẽ là 9 cộng 8 sẽ là 17. Đáp án sẽ là 17. Lúc tôi 6 tuổi, anh tôi gấp đôi tuổi tôi. Bây giờ tôi 10 tuổi thì anh ấy mấy tuổi? Lúc tôi 6 tuổi, anh ấy gấp đôi, có nghĩa là anh ấy 12 tuổi. Rồi bây giờ tôi 10 tuổi thì anh ấy sẽ... Bây giờ tôi 10 tuổi có nghĩa là tôi đã cộng lên được 4 tuổi thì anh ta sẽ là 16 tuổi. Một 9.5 biết đáp án chính xác. Đáp án này phải nhờ giải rồi. Rồi mình đã tìm ra đáp án là 10 nha các bạn. Rơi vào 196, kết thúc. Xin chào các bạn, hãy đợi bản cập nhật tiếp theo.